Kính thưa quý vị, thưa các bạn, giữ vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là một trong những giải pháp được ngành công thương tăng cường trong thời gian gần đây để đảm bảo tăng cường mối liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam tại thị trường trong nước trong tình hình mới nhất là trong bối cảnh hậu dịch bệnh COVID-19. Đến với buổi tọa đàm với chủ đề Vai trò liên kết trong phát triển hàng Việt, hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Trước tiên xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Sinh, Ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội. Xin chào quý khán giả. Cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa quý vị, để hiểu rõ nét hơn về những liên kết trong phát triển hàng Việt và hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, xin mời quý vị hãy theo dõi phóng sự sau đây. Theo vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, triển khai các hoạt động của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các doanh nghiệp đã thường xuyên phối hợp, liên kết và hợp tác từ khâu sản xuất, phân phối lưu thông, đưa hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng, tạo ra chuỗi cung ứng hàng hóa bền vững. Các chương trình kết nối giao thương ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia và ký kết biên bản, hợp đồng, tiêu thụ sản phẩm của nhau. Gần đây, để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường các mối liên kết, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội đã phối hợp với Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ Làng nghề Hà Nội, Hội Nữ Doanh nghiệp các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Sơn La, Bắc Cạn và Thanh Hóa tổ chức chuỗi sự kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt. Sự kiện này được đánh giá là hoạt động xúc tiến thương mại hiệu quả trong việc tăng tính liên kết giữa các doanh nghiệp. Những cái buổi này thì thường mang lại cho chúng tôi rất là nhiều lợi ích. Và là một doanh nghiệp sản xuất về các loại bánh kẹo truyền thống của Việt Nam. Cho nên là chúng tôi lại càng có cơ hội để gặp, bởi vì trong tất cả những chị em ở đây thì có những người sẽ là nguồn cung cấp nguyên liệu, nhưng có những người sẽ là nguồn kết nối thị trường, nhưng có những người thì là cung cấp những sản phẩm của mình. Cho nên là chúng tôi đánh giá rất cao về cái sự kết nối của Hiệp hội Nữ Doanh nhân thành phố Hà Nội của chúng tôi. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ của Hưng Yên là hỗ trợ cho chúng tôi trong các cái việc mà tạo cho chúng tôi là những cái đầu vào, ví dụ như các vùng nguyên liệu của các hội liên hiệp phụ nữ người ta làm, và người ta lại sẽ làm các loại cao và các loại tinh dầu để cấp cho chúng tôi để chúng tôi làm các sản phẩm của mình. Sản phẩm của chúng tôi thì hoàn toàn là các thảo dược mà từ trong nước. Chính vì lý do đó mà cái đầu ra là chúng tôi phải liên kết tất cả với cả các hội liên hiệp phụ nữ của các tỉnh. Sự kiện này là một trong những hoạt động trong khuôn khổ dự án tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì dự án nhằm giúp doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh để phát triển. Trong cái chương trình triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp hàng năm thì Cục Phát triển Doanh nghiệp cũng đang phối hợp rất chặt chẽ với các bộ ngành cũng như là các địa phương để triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là cái câu chuyện là mở rộng về thị trường cũng như là tham gia hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi giá trị ở khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó thì bên cạnh cái nguồn lực của nhà nước thì chúng tôi cũng đã rất là chủ động phối hợp với các cái đối tác quốc tế như là Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, dự án tăng cường năng lực cạnh tranh trong khu vực tư nhân Việt Nam IPSC để triển khai các cái hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp. Bộ Công Thương cho biết, thích ứng với tình hình mới sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hệ thống sản xuất kinh doanh của Việt Nam đã nhanh chóng điều chỉnh, linh hoạt. Hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu không bị tác động bởi COVID, và đây cũng là khoảng thời gian để nâng cao chất lượng, xây dựng quy trình truy xuất hàng hóa, liên kết chuỗi, xây dựng thương hiệu, tiếp tục phát huy thành quả của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Liên kết trong tiêu thụ hàng Việt Nam được xem là chìa khóa để thúc đẩy sự phát triển của thị trường, bởi khi liên kết sẽ đảm bảo hài hòa lợi ích, tận dụng nguồn lực của các chủ thể tham gia. Quá trình liên kết sẽ góp phần đảm bảo các bên cùng có lợi, gia tăng hiệu quả sản xuất, lưu thông, kinh doanh. Xin hỏi ông Trần Văn Sinh, Ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thưa ông đánh giá thế nào về vai trò liên kết trong phát triển hàng Việt trên thị trường và góp phần hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam? Cái vai trò của liên kết trong cái cung ứng, trong cái sản xuất và tiêu thụ hàng Việt, đặc biệt là trong cái phát triển hàng Việt, thì như cái phóng sự đã nêu, cái đó là rất là quan trọng. Thì cái sự liên kết ở đây là liên kết giữa trung ương địa phương, giữa các cái doanh nghiệp trong cùng ngành hàng. Thì
cái việc mà liên kết, cái ý nghĩa rồi là cái tác động to lớn của cái sự liên kết này, thì trong cái đề án phát triển thị trường trong nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì đã nêu rất rõ, và đặc biệt nhấn mạnh trong cái chỉ thị số 28 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu. Cảm ơn ông. Xin hỏi bà Ma Thị Thùy ạ. Thưa bà, trong thời gian qua, nhất là trong cái bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thì hoạt động của hội và hiệp hội đã phát huy vai trò của mình như thế nào trong liên kết sản xuất và lưu thông hàng Việt? Nói chung là những cái doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp của Hà Nội nói riêng, thì trong cái thời kỳ mà bị giãn cách xã hội và COVID kéo dài, vô cùng khó khăn cho các doanh nghiệp. Từ khi mà hậu COVID thì hội của chúng tôi đã tổ chức rất nhiều những cái hình thức để giúp cho các doanh nghiệp bán được hàng. Tôi lấy ví dụ, đầu tiên là chúng tôi phải vận động cho tất cả các chị em trong hội mua hàng của nhau. Kể chúng tôi là trên gần 2.000 hội viên, thì cái số lượng hội viên ấy mà mua hàng cho nhau cũng, thì chúng tôi nghĩ là cái số lượng đầu ra cũng đã tương đối cho các doanh nghiệp. Theo bà, cơ quan quản lý nhà nước cần có thêm các giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp một cách thiết thực và hiệu quả trong xây dựng các mô hình liên kết để phát triển thị trường trong nước và thực hiện hiệu quả của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam? Chúng tôi cho là liên kết hiện nay là vô cùng quan trọng. Từ ngày xưa các cụ đã có câu nói là buôn thì phải có bạn, mà bán là phải có phường. Thế ngày xưa các cụ cũng chưa dùng cái từ liên kết đâu. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là buôn phải có phường bạn và bán có phường. Đấy chính là cái liên kết từ ngày xưa các cụ đã thực hiện đấy. Thế thì chúng tôi nghĩ rằng là cho đến bây giờ thì cái câu ấy lại càng cần thiết đối với các doanh nghiệp. Do vậy cho nên là ngoài cái vai trò các hiệp hội liên kết với nhau, tự mình ấy vận động để liên kết với nhau với các hiệp hội khác ở các địa phương khác, các tỉnh khác để mà giúp cho các doanh nghiệp bán được hàng, thì tôi nghĩ là cái vai trò của nhà nước cũng rất quan trọng. Mà hiện nay là cái liên kết vùng, tôi cho là ví dụ như thể là vùng đồng bằng sông Cửu Long, rồi là vùng Tây Nguyên, rồi vùng Nam Trung Bộ, cứ liên kết vùng theo cái kiểu như thế thì các doanh nghiệp ở các vùng miền mang hàng đến để tập trung lên đấy giới thiệu được cho nhau. Vâng, quay trở lại với ông Sinh ạ. Thưa ông, trong vai trò ban chỉ đạo của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thì Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đưa ra các giải pháp và định hướng gì cho việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp và đồng thời nâng sức cạnh tranh của hàng Việt Nam? Với cái vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan thường trực và cũng là cơ quan chủ trì cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thì trong cái giai đoạn mới phải đẩy cao hơn nữa cái tinh thần đó là tự hào hàng Việt, bao gồm có cả tự hào khi mà tiêu dùng cái hàng Việt có chất lượng cao, đồng thời phải đẩy mạnh cái việc tinh thần tự lực tự cường trong cái sản xuất cái hàng hóa dịch vụ thương hiệu Việt hay là gọi là hàng Việt Nam mà có chất lượng cao. Muốn để mà đẩy mạnh cái việc mà sử dụng cái hàng Việt thì anh phải, cái người sản xuất hàng Việt là phải có chất lượng tốt, mẫu mã thì đẹp và giá cả hợp lý. Ở đây thì trong cái giai đoạn mới như cái tinh thần của cái chỉ thị 03 ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tuy rằng là tên cuộc vận động vẫn như vậy, nhưng tinh thần nó đã khác đi rất nhiều. Thế yêu cầu ở đây thì trước kia thì đối với lại cái chỉ đạo chung là đối với lại các tổ chức đảng và đảng viên hay các đơn vị sử dụng ngân sách thì nên, ngày xưa là dùng cái từ là nên dùng hàng Việt. Nhưng ngày nay trong cái chỉ thị của Ban Bí thư là có yêu cầu các cái đơn vị, các cơ quan tổ chức mà sử dụng ngân sách nhà nước phải sử dụng hàng Việt Nam. Tất nhiên là phải phù hợp với lại các cái hiệp định thương mại tự do rồi là các cái điều ước quốc tế. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, với những nội dung về tăng cường liên kết trong tiêu thụ hàng Việt được hai vị khách mời chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay đã cho thấy vai trò và ý nghĩa quan trọng của việc tiếp tục thực hiện hiệu quả của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chúng ta có thể tin tưởng rằng từ sự chung tay của cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp, người tiêu dùng Việt Nam sẽ không chỉ ưu tiên dùng hàng Việt Nam mà sẽ tự hào khi dùng hàng Việt. Rất cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin kính chào quý vị và các bạn.